Cô ơi, để tập yoga an toàn cho người bị thoát vị đĩa đệm, em cần tránh những gì? vâng đây là một câu hỏi thu hút rất là nhiều sự quan tâm của các bạn vâng các cái bệnh bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm thì ngoài việc theo điều trị chuyên môn của các bác sĩ chuyên khoa thì các bác sĩ đều khuyên rằng là các bệnh nhân nên tập yoga để cái việc phục hồi thoát vị đĩa đệm nó sẽ được nhanh hơn và hiệu quả hơn nhưng mà tuy nhiên trên thực tế thì có nhiều bạn là sau cái quá trình tập yoga thì cái việc đau đấy nó lại trở nên đau hơn vậy gì tại sao lại như vậy à, trong khi là khoa học thì đã chứng minh rất là rõ ràng rằng là việc luyện tập yoga thì sẽ giúp cho chúng ta tăng cường sức mạnh cơ bắp. À, khi mà cơ bắp của chúng ta chắc hơn, khỏe hơn, tất nhiên rồi thì nó sẽ giúp nâng đỡ cho cuộc sống và đặc biệt là các cái phần đĩa đệm mà đang bị tổn thương. nó là sẽ giúp cho các cái đĩa đệm đỡ bị đau hơn. và ngoài ra việc luyện tập yoga thì cũng sẽ giúp tăng cái biên độ chuyển động của cơ thể và còn giúp tăng cường lưu thông khí huyết trong cơ thể, sẽ giúp máu và đưa đến các cái mô trong cơ thể của chúng ta, đưa đến các cơ quan cho cơ thể chúng ta lưu thông tốt hơn, chính vì vậy nó cũng làm cho việc giảm các cái cơn đau các bài tập yoga sẽ giúp chúng ta tăng giới hạn chuyển động của cơ thể chính vì vậy làm cho một số cơ được kéo giãn căng ra và làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn rất là nhiều nhưng mà tại sao trên thực tế các bạn ý lại sau khi lại tập thì chúng ta lại bị đau hơn hoặc một số bạn à, có kể lại rằng là cô ơi thậm chí em đau luôn ngay trong cái quá trình tập đó là bởi vì chúng ta mắc phải một số các cái sai lầm sau đây và bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô hàng nga đi điểm lại các cái sai lầm và để chúng ta sẽ cần phải tránh điều này để làm sao để chúng ta luyện tập an toàn và hiệu quả bạn nhé. Hạn chế đầu tiên chúng ta cần phải nhớ đó chính là hãy tránh các tư thế làm hại đến cột sống một số bệnh nhân bị các bệnh ví dụ như là hẹp ống sống tiến triển thì mình sẽ không làm các cái tư thế làm uốn cong cột sống lưng hoặc đặc biệt là chúng ta cũng bị thoát vệ địa đệm ở phần cột sống lưng. Phần cột sống lưng thì mình sẽ không làm các cái tư thế làm uốn cong cột sống của mình. Nó sẽ tác động rất là không tốt cho đến cột sống của chúng ta. Vì trong một số các cái tư thế gặp trước thì vậy thì chúng ta sẽ tập như thế nào? Mình sẽ có thể là sử dụng cái sợi dây để hỗ trợ. Các bạn hãy vươn dài cột sống của mình ra và chúng ta nhẹ nhàng ngập xuống mình quàng cái dây vào cái lòng bàn chân và hãy nhớ là không làm uốn cong cột sống lưng nhé vì mình sẽ đẩy giữ để lưng thẳng và một số các cái tư thế ví dụ như là tư thế vặn xoắn mạnh thì chúng ta hạn chế tuyệt đối những người mà thoát vị đĩa đệm mình sẽ không thực hiện tư thế đó một số tư thế vặn xoắn đơn giản thì chúng ta sẽ vươn dài cột sống ra ví dụ như tư thế ngồi vận xoắn chẳng hạn thì mình sẽ vươn dài cột sống ra và mình vặn về phía sau đó là đối với các cái tư thế đơn giản tuy nhiên một số các cái bệnh nhân ví dụ như là bị đau lưng chẳng hạn thì chúng ta sẽ tránh các cái tư thế đó hoặc một số người ví dụ như là bị thoát vị để đệm ở phần đốt sống cổ thì chúng ta hãy tránh các cái tư thế tác động lên phần cổ hoặc tác động mạnh lên phần vai ví dụ như là tư thế cây cây này đó đúng không ạ, hoặc một số bệnh nhân thoát vị để đệm thì đặc biệt là chúng ta lưu ý là không có trồng chuối vì một số bạn nào. sẽ nhìn thấy cái tư thế trồng chuối rất là thích và đều rất là muốn tập thế nhưng mà đặc biệt là các bạn bị thoát vị để đệm ở phần đốt sống lưng và đốt xuống cổ thì tuyệt đối là chúng ta sẽ không thực hiện tư thế trồng chuối các tư thế như tư thế cái cày hoặc tư thế cây nến là đứng trên vai thì chúng ta cũng tránh không thực hiện các tư thế đó nhé và bây giờ chúng ta sẽ đến phần hạn chế thứ hai đó chính là tránh các tư thế không phù hợp chúng ta nên hãy điều chỉnh tư thế để nó phù hợp với cái thể dạng sức khỏe của mình. Đối với các cái bệnh nhân, mỗi bệnh nhân khác nhau thì chúng ta sẽ có thể trạng sức khỏe khác nhau và mình sẽ có các cái tư thế luyện tập khác nhau. Và thông thường chúng ta sẽ bắt đầu việc luyện tập từ các tư thế cơ bản nhất và đơn giản nhất và hãy lắng nghe cơ thể mình để có một cái biên độ luyện tập, cái cường độ luyện tập nó phù hợp với cơ thể mình. À, và trên kênh YouTube của hàng nga thì có cái bộ giáo yoga. yoga trị liệu thoát vị đĩa đệm Vâng thì chúng ta có thể tập theo cái phần ở trên kênh youtube của Hằng Nga Bạn sẽ chớt là search trên kênh đó là uh, yoga trị liệu thoát vị đĩa đệm Và Hằng Nga có 3 phần thì chúng ta hãy nhớ là hãy tập tuần tự theo đúng cái hướng dẫn trên bài từ phần 1 phần 2 cho đến phần 3 và trong cái điều quan trọng nhất là trong quá trình luyện tập thì chúng ta hãy kiên trì lắng nghe cái tín hiệu phát ra từ cơ thể mình để có sự cái điều chỉnh biên độ luyện tập cho phù hợp Lưu ý cuối cùng chính là bạn nên theo một khóa học về trị liệu hoặc một lớp học trị liệu dưới sự hướng dẫn của người có chuyên môn. Các cái bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm thì là những người có tình trạng rất là đặc biệt về cuộc sống và ngoài cái việc các bạn ý cần phải theo cái điều trị của các cái bác sĩ chuyên khoa thì trước khi chúng ta tập yoga cũng như tập bất kỳ một môn thể dục nào thì mình cần phải tham vấn ý kiến của bác sĩ chuyên khoa và bạn sẽ phải tìm cho mình một cái lớp về trị liệu hoặc một cái khóa học về trị liệu mà được hướng dẫn bởi các cái huấn luyện viên chuyên nghiệp bởi vì chỉ có ở đó thì các huấn luyện viên thì sẽ biết rằng là cái những tìm được những cái tư thế để phù hợp với cái tình trạng cơ thể của từng người cũng như là giúp bạn điều chỉnh cơ thể và từ đó sẽ giúp chúng ta tránh khỏi những cái chấn thương không đáng có trong quá trình luyện tập cũng như là giúp các bạn sẽ tăng hiệu quả của quá trình trị liệu bây giờ hàng nga sẽ cùng với chúng ta đi tổng kết lại ba điều chúng ta cần tránh để làm sao đảm bảo việc an toàn cho việc luyện tập yoga đối với người bị thoát vị đĩa đệm. Thứ nhất, hãy tránh các tư thế làm hại đến cột sống. Thứ hai, hãy điều chỉnh lại tư thế để phù hợp với cái thể trạng bệnh lý cũng như là cường độ luyện tập phù hợp với bản thân mình. Thứ ba, hãy tìm cho mình một lớp trị liệu dưới sự hướng dẫn của những người có chuyên môn. Và nếu như bạn không biết rằng phải tránh những tư thế nào, bạn không biết rằng cần phải điều chỉnh như thế nào cho phù hợp với cái thể trạng bệnh lý của mình thì các bạn có thể tham gia lớp yoga online cùng với cô hàng nga ở đó thì chúng ta sẽ có cái bài tập cái giáo án tập phù hợp với thể trạng bệnh lý của bạn cũng như là cô sẽ giúp các bạn chỉnh sửa các cái tư thế làm sao để chúng ta luyện tập an toàn tránh được những cái chấn thương cũng như là giúp bạn điều trị trị liệu thoát vị địa đệm một cách hiệu quả nhất bạn có thể bấm vào cái link tham gia ở bên dưới video này hoặc inbox về trang fanpage nguyễn hàng nga yoga chúc các bạn luyện tập thành công và hẹn gặp lại chúng ta ở những video tiếp theo